chưa? Tích phần edit nó sẽ ra một cái bảng chỉnh sửa gồm color màu sắc, texture là map và opacity là độ trong. Ba cái mục lớn, màu sắc này, map này và độ trong này. Thì cái phần edit này này chính là edit cái màu mà nó đang hiển thị trên đây. Chính là cái thằng này này. Đó, được chưa? Thì edit nó thử nhá. Thì đầu tiên này, đó là phần color, là phần màu sắc, được chưa nhỉ? Ví dụ ở đây các bạn thấy nó có một cái vòng tròn màu không? Và cái màu đang chỉnh đây này, nó chính là cái màu trên đây. Chính cái màu này này. Đó. Thì ví dụ mình chỉnh cái bảng màu rồi nhá. Các bạn thấy chưa nhỉ? Là lập tức là gì? Cái map của chúng ta nó sẽ bị gì? Nhúng một cái màu lạ. Ví dụ cái màu vải này mình thấy là nó xanh quá, mình muốn nó vàng đi một tí thì chúng ta sẽ chỉnh nó vàng đi một tí. Được chưa? Hoặc là này, vàng đi một tí. Hiểu chưa nhỉ? Đó. Hoặc cái vải của chúng ta đang là màu vàng này, mình muốn đổi cái vải của mình sang màu đỏ thì chúng ta chỉnh màu đỏ. Được chưa? Đó. Và cái màu đỏ khi mà các bạn lựa chọn được, các bạn hoàn toàn thể kéo nó tươi lên hoặc trầm xuống. Tươi lên hoặc trầm xuống, được chưa? Bằng thanh cụ này, hai cái thanh cụ đổi màu nhá. Thì cái màu này nó sẽ được áp lên trên cái map của chúng ta, áp lên trên cái map vật liệu của chúng ta. Và trường hợp thứ hai là đến về phần vật liệu sơn đi. Sơn tường là một phần vật liệu rất là quan trọng của chúng ta đây. Rồi bây giờ mình sẽ lên trên Google nhá. Ví dụ các bạn đi gặp khách chẳng hạn, các bạn phải sơn tường đúng không nhỉ? Sơn rất nhiều những không gian, ví dụ nội thất cũng có mà. Đó, hay là ngoại thất cũng có. Đó, ví dụ một cái màu xanh như này. Rất là nhiều màu như này. Một cái tông màu xanh nhưng mà hàng trăm cái tông màu như này. Thì nếu mà các bạn lấy một cái màu bất kỳ ở đây hoặc là chỉnh trong đây này, chỉnh trong SketchUp này này, thì phải nói là rất khó chỉnh. Đó, làm sao mà bắt được cái màu xanh đấy? Đây là một đống màu xanh, chỗ này biết màu xanh nào. Mà cái mò mò như này thì cũng không thể mò được. Nếu mà các bạn mò được ấy thì người ta đã không sinh ra một cái đó là cái này rồi. Map mã màu. Ví dụ chúng ta gặp khách, chúng ta đưa cho khách xem màu deluxe, màu xanh chẳng hạn. Đây, cái tông màu xanh đây, deluxe đây. Đó, một đống cái mã như này. Đó, chủ nhà mới bảo là à, anh thấy cái màu ok, bây giờ mình đầu tiên nhá là chúng ta sẽ phải đao nó về đã. Đao cái mã màu về đã, hoặc là các bạn đi gặp khách ấy, khách chốt màu rồi thì chúng ta là gì? Chụp ảnh lại. Đó, chụp ảnh lại. Để được cái mã như này, cái quyển màu của các bạn ấy. Ví dụ khách nó chốt cái màu đây, cái màu này khó tìm và khó chỉnh đi. Đây cái màu này này. Đó, cho nội thất của họ. Thì chúng ta là gì? Cần phải chỉnh màu ở trong SketchUp. Mà chỉnh đến bao giờ? Không thể chỉnh được đúng không nhỉ? Thì các bạn để ý này, thu nhỏ cái màn hình của các bạn lại. Nếu mà Win 10 thì các bạn chỉ ném sang góc trái nó sẽ tự ném sang đây. Sử dụng này. Ở đây nó các bạn sẽ có một cái phần là match color on screen. Tích vào cái thằng đây là cái thằng này này. Chú ý nhá, thằng này này. Đó, các bạn tích vào thằng này. Được chưa? Nó sẽ lại quay trở lại cái bút hút màu của các bạn. Nhưng các bạn không tích vào đây nữa, mà các bạn sẽ đưa con trỏ chuột các bạn sang và tích vào cái màu mà chúng ta muốn. Ví dụ ở đây là mình muốn màu này, màu thứ ba từ trên xuống nha. Tích một cái này, được chưa? Và bật lại SketchUp này, các bạn thấy chưa? Cái màu nó sẽ vào đây luôn. Chuẩn chưa? Chuẩn màu luôn. Được chưa? Được chưa? Cái màu nó chuẩn luôn. Nó là chuẩn màu đấy nhá. Chỉ là cái diện tích ở đây nó nhỏ thì nhìn nó sẽ khác với cái cảm quan chúng ta khi mà nhìn diện tích lớn như này thôi. Đó, trở lại này, mình sẽ hút cái màu dưới nha. Hoặc màu thứ hai từ dưới lên này. Tích đây này. Đó. Và tích vào đây này. Được chưa? Nó sẽ ra cái màu luôn. Bây giờ mình không chọn map nữa mà mình sẽ chọn là phần color nhé, để cho dễ nhìn, nó không loạn mất. Đó, bây giờ mình sẽ hút lại này. Color không được à? Đi. Một cái mã màu nếu color được không được thì chúng ta sẽ chọn một cái map name làm được không? Không được. Thì lại phải chọn một phần là đây. Đó, được rồi. Được chưa? Mình sẽ hút này. Hút này. Thằng này này. Đấy, và tích lại này. Được chưa? Màu lên luôn. Chuẩn chưa? Đó. Thì như vậy các bạn làm sơn, sau này các bạn làm vữa ấy, nó sẽ có một cái map vữa đây này. Ở đây xem là có map vữa không. Fan Concrete đây, map vữa đây. Đây. Cái này cũng không đẹp lắm nhỉ. Tạm thời, tạm thế thôi. Đây, vữa đây nhá. Ví dụ vữa đây nhá. Đó, tường các bạn phải có vữa chứ đúng không nhỉ? Chứ làm sao mà nó trắng trơ được. Đó, và các bạn sẽ hút màu này. Đó. Thì sao nó vừa có cái màu. Nó bị nhảy lỗi rồi. Đó, đôi khi chúng ta phải chọn được cái map nó tương đối chuẩn cơ. Alpha Wood Concrete đi.
rất là khó đúng không nhỉ? Đó, một sẽ được hút vào đây ngay. Thì một vài cái vấn đề là nó là gender cơ. Nếu mà Lumen hoặc là Corona thì nó sẽ gender, nó sẽ hút kiểu này rất là chuẩn. Nhưng mà về phần dựng hình các bạn chỉ cần là gì tương đối thôi. Thì chúng ta cứ chọn thằng Sonic Surface này. Đó, xong chúng ta chỉnh hút cái màu này vào. Được chưa? Hút cái màu bên ngoài này. Đó là nó sẽ được ngay. Đó, nó như này ngay. Đó chỉ gọi là tương đối thôi. Tôi không nhất định là nó phải có cả vữa vữa vùng ở đây làm gì nữa. Đó, chưa? Nhớ là đừng có thay đổi cái thanh công cụ nha, nó nhảy màu luôn đấy. Nhớ chưa nhỉ? Đừng có ấn cái này. Rồi. Quay trở lại một chút này, khi mà các bạn có map thì ví dụ như là cái thằng gạch này nha. Gạch đi. Đó. Nó có map. Đến cái bảng thứ hai đó các bạn, texture này. Được chưa? Thì một vài bạn là thích cái màu của nó nhưng không thích cái map này thì các bạn sẽ bỏ cái dấu tích này đi. Thì lập tức là gì? Nó sẽ gì nhỉ? Nó chỉ có mã thôi. Được chưa? Nó chỉ có màu thôi. Và khi các bạn tích lại chữ V nó sẽ bắt các bạn phải đưa về cái mã cái map đấy. Thì chúng ta tùy chỉnh nhá, tốt nhất là cũng không nên ấn vào thằng này. Nhưng mà chú ý là gì, nó có một phần là bỏ dùng texture hoặc dùng texture. Thì thằng này nó rất là quan trọng trong cái việc gì làm đâu, thì cái thằng này cũng chả có gì, nhưng quan trọng là cái mã map này này, cái map họ xuất vào này nó rất là nặng. Một cái map này các bạn hình dung một cái ảnh của nó là khoảng tầm 5MB chẳng hạn, thì để một cả một cái cầu nó khoảng tầm 500 cái ảnh như vậy. Thì tức là các bạn sẽ nhân lên 500 ảnh nhân với 50 mb lên. Thì đương nhiên là nó sẽ rất là nặng đúng không nhỉ? Đó. Chính vì thế là nó sẽ làm giật lag bài các bạn. Và nhiều khi các bạn xuất sang phần render như Lumen hay là xuất sang các phần render khác, nó sẽ bị gì? Không lát được, không lâu được. Đó thì chú ý nhá. Đó là về phần map. Thì những cái thằng đấy là cái gì? Đầu tiên là các bạn sẽ fix bằng cái nào là hút nó đã này. Hút nó xong rồi các bạn bỏ cái thằng đi để không phải dùng cái map nó nặng đấy nữa và thay map của các bạn vào. Hiểu chưa? Còn trường hợp thứ hai, thay map kiểu gì? Thì đầu tiên là chúng ta sẽ phải lựa chọn màu đấy đã, là phải hút nó đã. Hút xong rồi thì edit nó thì chúng ta đi ra rồi. Chúng ta sẽ có một phần là gì? Thằng này là gì? Và thằng này là gì? Chúng ta mở cái vị trí mà các bạn xuất map ra nếu các bạn muốn thay đổi. Ok, bây giờ mình sẽ xuất cái map khác mình muốn thay đổi vào đây. Thì lập tức là gì? Cái map mình sẽ được thay thế ngay. Mình dùng không nhỉ? Thay thế ngay. Được chưa? Và cái thằng đầu tiên là thay thế map. Thằng thứ hai là chỉnh sửa map đấy. Ví dụ nhá, bây giờ chúng ta thấy đấy, cái phần brick này của chúng ta có rất ít những cái brick mà chúng ta muốn. Bây giờ mình sẽ tìm một cái texture brick là lạ một tí đi. Đó, một cái màu mã gạch đây. Ví dụ mã này là chúng ta không có lắm nhỉ. Đấy, cái thằng này đi. Đấy, thằng này đi. Đấy, cái mã gọi là tương đối là chi tiết như này. Chúng ta lưu về này. Laptop nha, ví dụ thôi nha, các bạn phải lưu vào một cái ổ ui thôi, đào về nha, ví dụ thôi nhá, không cần quá là cầu kỳ. Đó, các bạn sẽ xuất này, cho vào đây này. Đó, đổi lại cái mã cho nó, được chưa? Các bạn thấy đấy, thì cái tỷ lệ đầu tiên là các bạn xuất mã vào bằng cách này là tích vào đây, raw form material image file, nó sẽ đưa về cái nguồn dẫn map. Tuy nhiên các bạn thấy đấy là cái map của chúng ta nó chưa được chuẩn lắm, thì đôi khi các bạn vẽ một cái rectangle trước, kích cỡ là ví dụ như 220 này, phẩy là 55 này, đó là cái kích cỡ của một viên gạch chẳng hạn, à 110 chứ nhỉ, 55 đúng rồi, 55 đó, xoay ngang đó thì 220 55 đúng rồi đó, thì các bạn sẽ phải scale cái thằng này ra phù hợp. Đó thì các bạn ở đây để ý này, đây chính là phần tỷ lệ của map này, chúng ta sẽ tăng thằng này lên, nhớ nhá, đừng bỏ cái tích thằng đi nhá, nó sẽ link giống nhau đấy, nó sẽ scale đều này. Ví dụ bây giờ cái viên gạch của chúng ta phải to lên đúng không nhỉ? Đây cái viên gạch này nó phải to bằng viên gạch này này. Đó thì chúng ta tăng lên gấp đôi đi, ví dụ 2000 đi. Xem nó như nào. Đó, cũng gần giống rồi đấy. Đấy, gần giống rồi đấy. Bây giờ là 2002 đi. Đó, 2m2 à 220 mà. Đó, chuẩn luôn. Được chưa? Chuẩn luôn. Đó, như vậy thì cái map scale của chúng ta sẽ được real là giống thực. Chứ đừng các bạn scale theo mắt chúng ta nhé, vì chúng ta zoom vào zoom ra như này. Làm sao mà biết được nó đúng hay không đúng không nhỉ? Làm sao biết được đúng hay không? Đó nên các bạn cần phải chú ý cái điều này. Là gì? Xuất map ngoài, được chưa? Và nếu các bạn bỏ cái link đi này thì các bạn sẽ tùy chỉnh, nhưng mà cũng đừng nên bỏ thằng này, được chưa? Và trường hợp tiếp theo là cái map này các bạn thấy là mình muốn chỉnh chi tiết hơn cái map này, ví dụ như chỗ này mình muốn một ít vữa, một ít rêu chứ mình không muốn như này. Được không? Đó. Nó vẫn chưa đủ cái độ fill của mình thì mình sẽ dùng cái thằng bên này để chỉnh trực tiếp cái map đấy. Tích vào đây.
Được chưa? Nó sẽ nhảy ra cái map này. Nhảy ra cái map này. Và các bạn sẽ để ý này, các bạn sẽ chuột phải nó luôn này. Đó. Và open with. Thật ra thì cái thằng này các bạn phải làm như này cho mình. Window này, even see này, application đây. Đây. Trong phần này nhá, application này, editor này. Đó thì lựa chọn Photoshop nhé. Mình có không có để Photoshop đây. Lại vào vào trong đây. Photoshop. Để đang tìm kiếm xem không, không chúng ta lại phải vào tận ổ đó. Nếu mình để ngoài desktop thì ngon quá. Được rồi. Adobe nha. CC này. Photoshop này. Đó, đây, tích đây, được chưa? Open lên. Đó, đây là cái link. Cái link này sẽ giúp cho các bạn là gì, khi mà các bạn chỉnh sửa ảnh nó nhảy phát vào Photoshop luôn. Còn nếu các bạn muốn chỉnh sửa bằng Paint này, chỉnh sửa bằng một phần mềm gì đấy thì các bạn sẽ lựa chọn phần mềm đấy, được chưa? Ấn OK này. Cách nào này thì vào Windows này, vào Preference này, Application này, được chưa? Và cái nguồn đây. Đây nó ghi rõ này, Default Image Editor là chỉnh sửa ảnh này. OK một cái, được chưa? Thì bây giờ ví dụ mình tích vào thằng này này. Nào, các bạn thấy chưa, nó xoáy chứ nó không mở luôn hình ảnh kia ra mà, các bạn thấy không? Nó xoáy nhưng mà lại mở một phát ra luôn cái Photoshop cho các bạn. Hay không? Rất là hay nha. Đó. Thì khi mà nó xoáy như này, nó mở như này thì nó sẽ mở trực tiếp cái bức ảnh của bạn vào trong cái phần mềm chỉnh sửa đó. Trong trường hợp này nó chính là Photoshop. Đó, đợi một chút nha. Đang lên. Có vẻ là lần đầu tiên mở hơi nặng. Đó, nó sẽ mở lên như này. Đợi chút nữa nó bật lên. Đó. Ok, discard user profile. Cứ ok đi. Đó này, hình ảnh các bạn đây. Đó thì bây giờ các bạn sẽ muốn là nó mọc rêu đi, rêu PNG này. Đó, ví dụ cái hình nào mà nó các bạn nên rêu cái tên tiếng Anh nó là gì nhỉ? Dust hay là cái gì nhỉ? Bẩn. Dust. Cái này có đúng nhỉ? Texture ở đây, bụi bẩn này hay cái gì đấy. Rêu phong PNG xem nào, texture xem nào. Không quên này, ví dụ đây, cái rêu của nó đây. Đó, các bạn sẽ sao chép này vào cái Photoshop các bạn. Được chưa? Bây giờ các bạn sẽ Ctrl V vào đây. Một cái đó, ví dụ nó ném, các bạn cứ ném hình vào đây đi ạ. Ctrl T một cái này. Không biết các bạn đã dùng Photoshop chưa, nhưng mà nếu chưa thì cứ xem mình làm nữa nha. Đó, enter một cái này. Được chưa? Nó cứ chồng nhau lên như này, hoặc là làm chi tiết hơn tùy các bạn. Các bạn sẽ lựa chọn những cái hòa trộn. Đó, hòa trộn rêu phong. Được chưa? Để cho nó mốc meo. Đó, trước và sau này. Được chưa? Đó, ví dụ thế. Được chưa nhỉ? Và các bạn sẽ Ctrl F một cái. Ctrl F một cái. Nhớ nha, là phải là JPEG nha. Đó. Ok một cái này. Và các bạn sẽ quay trở lại phần đây của các bạn. SketchUp, các bạn thấy chưa? Có vấn đề gì nhỉ? Là nó chỉnh luôn cho các bạn ở trong đây. Hay không? Rất là hay luôn. Và các bạn gần như là hai cái màn hình song song như này này. Đó. Photoshop để một bên này, cái này để một bên này. Tắt đi này. Đó, Ctrl S một cái này. Nhớ nhá, nó phải là JPEG nhá. JPG này. Được chưa? Just một phát này. Ok một cái này. Tích sang đây này, thấy chưa? Mất luôn này. Được chưa nhỉ? Làm lại này. Bật lên này. Tích sang đây nó đổi không? Không đổi đúng không? Chúng ta phải Ctrl F một cái. Nhớ nhá. Là phải là JPEG đấy. Giết một cái này. Được chưa? Tích sang đây này. Đó, nó sẽ ra cái chỉnh sửa của các bạn. Và cái thanh công cụ cuối cùng này là gì? Reset color thì nó về màu cũ thôi, tốt nhất không học cái này. Opacity thì các bạn để ý này, có một vài vật liệu ví dụ như kính hay là nước thì nó nhìn xuyên suốt đúng không nhỉ? Thì các bạn cũng có thể quản lý được bất kỳ vật liệu nào nhìn xuyên suốt như vậy bằng thanh công cụ opacity đây. Opacity đây. Đó, các bạn sẽ giảm nó xuống này. Các bạn thấy chưa? Nó trong luôn. Đó. Tức là gì? Nhiều khi các bạn làm kính bẩn ấy thì các bạn có thể làm cái thằng này hoặc là nước. Được chưa? 100% là gì, hiển thị hết. Còn càng xuống thì nó sẽ càng mờ đi và càng nhìn xuyên thấu sang. Được chưa nhỉ? Rồi, thì bây giờ các bạn làm hai ứng dụng cho mình. Thứ nhất là làm cái vật liệu gạch.
rêu phong. Ứng dụng là gì? Link từ Photoshop vào đây để chỉnh sửa bằng thêm cụ Edit Texture Image này.